chào các em đã đến với kênh Ngôi Nhà Trẻ Thơ. Hôm nay chị Đông sẽ hướng dẫn các em làm bộ đĩa ăn cho búp bê. Để làm bộ đĩa ăn cho búp bê, các em cần có đất sét Nhật màu trắng, màu acrylic, cọ, một cái nắp có hình tròn, nước sơn móng tay, cuối cùng là một chai kim tuyến. Giờ thì chị em chúng ta bắt đầu làm thôi. Đầu tiên chị Loan sẽ ép đất sét Nhật ra. Sau khi ép xong, chị Loan sẽ lấy nắp có hình tròn và ấn xuống như thế này. Phần khừa phía bên ngoài này chị Loan sẽ lấy bỏ đi. Chị Loan sẽ sử dụng chai kim tuyến và ấn xuống để tạo hình cái đĩa. Chị là đất sét đã khô rồi các em ơi. Giờ chị Loan sẽ dùng màu và trang trí cho dĩa được đẹp hơn. Vậy là chị Loan đã trang trí xong 6 cái dĩa rồi. Để cho dĩa được bóng và đẹp hơn, chị Loan sử dụng chai nước sơn móng tay sơn lên.
chị đến đây cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại các em ở những video sau. Các em hãy bấm click và đăng ký kênh của chị. Bye bye các em.